Tình hình COVID những ngày gần đây đang diễn biến phức tạp và việc dịch bệnh bùng phát trở lại như một cái rớp từ trước đó. Khi Việt Nam đang khống chế dịch bệnh tiến triển, công bố hết dịch, thì bệnh nhân thứ 17 COVID-19 là Nguyễn Hồng Nhung từng du lịch ở Anh và Ý, có qua Pháp về nước ngày 2 tháng 3, nhưng không khai báo chính xác, đã vào viện ngày 5 tháng 3, được xác nhận dương tính COVID-19 vào tối ngày 6 tháng 3. Và gần đây, sau 99 ngày vắng bóng COVID, các ý kiến Việt Nam nên công bố hết dịch được lặp lại. Nhưng cũng giống như trước đó, lại một ca nhiễm COVID trong cộng đồng mà chưa phát hiện được F0. Như vậy, Việt Nam đã có tổng cộng 459 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Sáng nay ngày 30 tháng 7, theo thông báo của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội có thêm một bệnh nhân mới. Đà Nẵng phát hiện 8 ca mắc mới, bao gồm một nữ điều dưỡng, 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, một nhà chăm người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng và 3 người trú tại thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, những ai từng đi du lịch Đà Nẵng trở về gần đây, đừng ích kỷ, đừng sợ cách ly 14 ngày, hãy chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. Người từ nơi có dịch như quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Đa Khoa, Trung tâm tiệc cưới For You Palace Đà Nẵng phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà. Trước đó, vào đầu giờ chiều nay ngày 29 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 18 giây được cho là ghi lại tại một siêu thị mini trên địa bàn phường Bình Thuận, quận Hải Châu, khiến mọi người đều sợ hãi vì hành vi này. Trong video, người thanh niên không mang khẩu trang đã lựa chọn nhiều mặt hàng khác nhau và có hành động giống như bôi nước bọt vào hàng hóa rồi bỏ lại trên kệ. Chưa rõ mục đích của hành vi này là gì, nhưng cộng đồng tỏ ra lo lắng về hành vi của người thanh niên hoàn toàn có thể lây lan virus một cách nhanh chóng. Đặc biệt trong thời điểm Đà Nẵng đang cách ly xã hội vì số ca nhiễm COVID-19 liên tục gia tăng. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã cử lực lượng điều tra làm rõ thông tin hành vi bôi nước bọt lên hàng hóa tại một siêu thị nằm trên địa bàn quận. Qua xác minh, nam thanh niên 33 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng, được xác định mắc bệnh tâm thần và mới ra khỏi bệnh viện tâm thần được 2 ngày nay. Một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nhất, cùng với đó là áp lực công việc lớn nhất, chính là trong các bệnh viện. Và những y bác sĩ ở tuyến đầu đang phải gồng mình, đẩy lùi dịch bệnh, thực sự là những người anh hùng. Sáng ngày 29 tháng 7, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh những nữ y bác sĩ cùng nhau cắt tỉa gọn gàng mái tóc dài, chuẩn bị tư thế gọn gẽ nhất để bước vào công tác phòng chống dịch. Các nữ y bác sĩ tại bệnh viện đã có mặt trong một căn phòng để thay nhau cắt tỉa mái tóc. Salon tóc đặc biệt này không có ghế da cũng chẳng có gương, chỉ có chiếc ghế inox, cây kéo nhỏ cùng tờ giấy đặt phía sau lưng để những lọn tóc không bay ra ngoài. Còn thợ cắt tóc chẳng ai khác mà chính là những người đồng nghiệp áo xanh trong bệnh viện. Chị em phụ nữ ai cũng đều muốn có được mái tóc đẹp, cắt tỉa chỉn chu. Thế nhưng với đặc thù công việc phải liên tục mặc trang phục bảo hộ, các chị đã chẳng ngại ngần giao mái tóc mình cho những nam đồng nghiệp tay nghề vụng về. Không những thế, khi cùng nhau cắt tóc, các chị vẫn cười rất tươi. Mái tóc cắt đi có thể mọc lại. Chỉ tinh thần lạc quan và tận lực chiến đấu với dịch bệnh mới là điều hiện giờ các chị quan tâm nhất. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên đã nhận được sự chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả đều cảm ơn tinh thần dũng cảm của những chiến sĩ trên mặt trận đẩy lùi dịch bệnh, dành tặng các chị lời chúc sức khỏe cùng lời cảm ơn vì những cống hiến của mình. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Các bạn hãy chú ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống COVID để tự bảo vệ mình và cộng đồng trước sự lây lan của dịch bệnh.